Đây là bộ 3 sản phẩm Lysert LX570 Super Sport mẫu mới hoàn toàn mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Ở chính giữa là màu xanh độc đáo, màu xanh này thì là một trong những cái màu xanh mà chúng tôi nghĩ là duy nhất trên thị trường. Ngoài ra thì còn có màu đen và màu trắng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về cái mẫu Super Sport này. Tôi sẽ quay chi tiết về màu xanh Coban này trước và những màu khác thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Lysert LX570 Super Sport là một trong những cái mẫu xe siêu xe và hàng mới chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Chiếc xe này thì chúng ta có thể mở được nắp capo, mở được tất cả cánh cửa, mở được cốp. Và tôi sẽ quay một vòng để mời quý vị và các bạn cùng xem. Nội thất xe thì màu da bò. Điều đặc biệt so với bản Lysert LX570 bản thường thì bản Super Sport này cốp xe chúng ta mở lên và nó có một cái bệ. Một cái bệ này thì chúng ta có thể đóng lên mở mở đóng lên và kéo xuống được. Đấy, điều đặc biệt mà cái dòng Super Sport này có, còn cái bản thường mô hình thường thì sẽ không có cái bệ này, bệ mở ngửa ngửa ra đằng sau. Ở trên cái Lysert LX570 Super Sport này thì có cụm la răng mới hoàn toàn khác biệt. Đây là cái phiên bản mới nhất mà chúng tôi gửi. Nó sẽ khác với lại cái xe Lysert LX570 thường. Và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem bản thường ở những video mà chúng tôi đã đăng tải trước đó thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đây là phần đầu xe. Phần đầu xe thì ở cái cụm hốc gió hình khối ở trên phiên bản Super Sport cũng được thể hiện chi tiết ở trên này. Có cụm logo ở đây. Logo chính giữa hốc gió. Logo này thì sẽ phát sáng. Điều đặc biệt so với lại các cái sản phẩm bản Lysert LX570 thường thì logo cả bản Super Sport này thì cũng sẽ phát sáng được và chúng tôi sẽ đề nổ để các bạn xem. Đấy. Khi đồ đề nổ thì nó sẽ sáng cụm đèn pha, cụm logo này cũng phát sáng và ánh sáng của nó thì các bạn cũng nhìn thấy rất là rõ. Tiếp đến chúng tôi sẽ gập cốp vào, đóng tất cả các cốp các cửa để các bạn theo dõi thì nó sẽ chi tiết hơn. Trên phiên bản Super Sport này thì các bạn nhìn cái đường viền mạ chrome ở hốc gió này, đây là cụm đèn pha bản mới nhất này, đây là cái chi tiết mạ chrome này, đây là cụm la răng, mời các bạn cùng xem theo dõi chi tiết. Gương chiếu hậu này, đây là mạ chrome, đây là mạ viền của chân kính. Tiếp đến khám phá phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì màu da bò. Cụm vô lăng có chữ logo ở trong này. Ở phần về hàng ghế sau, đây chúng ta sẽ cùng soi chi tiết về hàng ghế sau. Hiện tại thì cái sản phẩm này thì chúng tôi có màu đen, màu xanh các bạn đang xem đây và màu trắng. Đây chúng tôi sẽ mở cửa, đây là cốp sau này và để các bạn cùng theo dõi. Các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì rất mong quý vị và các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại là 070 228 5999 để Vua Xe sẽ hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng cũng như giá cả tốt nhất. Hoặc các bạn có thể đăng ký truy cập vào trang web www.vuase.vn để theo dõi những cái sản phẩm khác mà Vua Xe sẽ gửi đến quý vị và các bạn sẽ cập nhật chi tiết. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.